Hoàng Trọng Thủy và anh Tuấn. Xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Merry Christmas hôm nay 24 tháng 12 Christmas Eve đêm tối Giáng sinh an lành đến với tất cả quý khán thính giả ngày hôm nay và quý vị nào mở băng tầng 57.7 của Little Sài Gòn TV liên tục từ sáng tới giờ thì cảm ơn quý vị rất nhiều một lần nữa. Chúc quý vị một ngày Giáng sinh thật là tuyệt vời kéo dài cho đến sang năm mới. Toàn là điều may mắn mà thôi. Anh Tuấn Merry Christmas anh Tuấn. Merry Christmas uh, If anh Thùy và quý vị khán thính giả thưa quý vị sáng ngày hôm nay thì cũng giống như khí trời cũng đã cùng đón Giáng sinh với tất cả mọi người khi thời tiết trở nên lạnh đột ngột bất thường lạnh lắm từ anh vâng sáng ngày hôm nay thưa quý vị khán thính giả thì nhiệt độ bây giờ đang ở ngoài trời quận Cam là 50 độ và cao nhất vào buổi trưa ngày hôm nay chỉ có 64 độ mà thôi và nhiệt độ sẽ giảm đột ngột và buổi tối chỉ còn 43 độ và một số nơi sẽ thấp hơn ngày mai Christmas thì thời tiết sẽ lạnh hơn một chút xíu cao nhất vào ngày mai 61 độ và thấp nhất vào ngày mai thứ sáu 39 độ thưa quý vị khán thính giả nhưng mà tuy nhiên thì có trời nắng đẹp không có mưa trên tất cả những cái khu vực miền Nam California và quý vị nhìn thấy thì tối hôm nay cơ hội trời mưa có thể là 20%. Vì thế tối nay quý vị nào đi lễ nhà thờ bắt đầu từ 9 giờ đã có lễ rồi và kéo dài cho tới lễ nửa đêm là 12 giờ mà thôi, lễ trọng tối nay là lúc 12 giờ và với cái không khí lắng động mà rất là tuyệt vời tối hôm nay một năm chỉ có một lần à, các giáo dân công giáo ở quận cam los angeles sẽ đi nhà thờ tối hôm nay nhất là cộng đồng người Việt Nam rất đông người công giáo và à, qua tới ngày mai thì trời nắng rất đẹp thứ sáu thưa quý vị như à, anh Tuấn vừa trình bày ban ngày 61 độ và ban đêm 39 độ nhưng mà một lần nữa tối hôm nay là cơ hội trời mưa có thể lên tới 20% và trời mây mù từ ngày từ bây giờ cho đến tối ngày hôm nay thị trường chứng khoán vẫn mở cửa thưa quý vị vào ngày Christmas Eve đêm Chúa Giáng Sinh thế nhưng những cái ông này ông đi mua bán ngày hôm nay trao đổi cố gắng kiếm chút đỉnh tiền lời rồi về nhà ăn à, à, tối với vợ con vâng thưa quý vị chính vì thế một giờ giờ New York thị trường chứng khoán sẽ đóng cửa chính vì thế mà quý vị theo dõi những cái con số này cũng là vào lúc thị trường chứng khoán khoảng đóng cửa một lần nữa mặc dầu có mở cửa, mặc dầu giá dầu lên thế nhưng Dow Jones vẫn xuống 38 điểm. Vào thời điểm này S&P 500 xuống 2 điểm, dầu lên được 33 cent, 37 đồng 83 cent và giá vàng hôm nay lên được 6 đồng 20 cent. Thưa quý vị. 1074 đồng 50 cent. Vào ngày hôm nay thì một cái bản tin rất là vui liên quan thời tiết anh Tuấn. À, quý vị thấy những cái đợt mưa, những cái trận bão liên tục trong cả, kéo dài cũng cả 1-2 tháng qua thì thỉnh thoảng chúng ta thấy trời mây mù đó. Mặc dù ở quận cam ở Los Angeles không có mưa, mặc à, mới một vài ngày vừa qua mới có mưa thôi. Nhưng mà thực sự ở trên các vùng núi đó thì mưa và tuyết đã bao phủ khắp nơi. Nếu quý vị theo dõi thời tiết của Liệu Sợi TV chúng tôi đã à, trình bày đó, các nhà chuyên gia về khí tượng họ nói đó, mưa thì tốt nghĩa là nó thấm nước nó thấm đất rồi nó tưới cây dùng hộ cho mình cái chuyện đó tốt nhưng mà cái quan trọng hơn nữa đó là trong tương lai tức là mùa hè 2016 nè cái nguồn nước này nếu mà không có dự trữ được đó nó tuôn hết ra biển thì tiếc lắm cho nên họ nói cái quan trọng nhất là phải có tuyết ở trên núi cao và tuyết ở đó và nhiệt độ càng lạnh bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu và tất cả những gì mà họ mong muốn tiên đoán đến giờ phút này đã trở thành hiện thực trong vòng 2 năm qua chưa bao giờ mà trên núi California có nhiều tuyết như bây giờ. Đây là tin rất tốt, không những cho Big Bear, không những cho Lake Tahoe hoặc là những nơi mà có các khu vực để mà giải trí vui tuyết ngày hôm nay, nhưng nói chung là tuyết ở đây bao nhiều bao nhiêu thì đến mùa hè 2016 sẽ tốt bấy nhiêu và họ đã đo Lường được cái lượng tuyết ở trên núi cao và đa số ngày hôm nay họ tuyên bố Họ mùi, à, mừng lắm khi mà họ thông báo với tất cả các cơ quan truyền thông Họ nói rằng đây là một cái thời điểm rất tốt Họ chờ đợi hơn nữa thưa quý vị Bởi vì sau Giáng sinh này bắt đầu bước vào năm 2016 và kéo dài cho đến tháng 3 luôn đó Có thể là trời chớm xuân đó thì là hiện tượng El Nino sẽ kéo dài và chúng ta sẽ thấy từ bây giờ cho đến tháng 3 là mưa bão liên tục luôn ở tại miền Nam California và xuyên suốt miền duyên hải của California từ Bắc cho đến Chí Nam. Và riêng Giáng sinh này thì khá là đặc biệt khi mà Giáng sinh này Los Angeles và California sẽ lạnh hơn so với lại là New York. Như quý vị đã biết thì mấy năm trước thì lúc nào New York cũng cái thời tiết cũng là khá cống hơn so với nhưng mà năm nay New York lại ấm áp hơn so với lại, thời lại giáng sinh ở tại khắp nơi trên nước mỹ diễn biến như thế nào và thêm các chọn chi tiết liên quan đến việc mà giáng sinh năm nay không đến như là một giáng sinh trắng ở miền đông hoa kỳ mời quý vị cùng theo dõi ngay sau phần bảo trợ hôm nay